lên. Hồi nãy giờ người ta ném tao bao nhiêu lần rồi? Đau lắm. Đau lắm, bây giờ chị ném em mới đau nè chị. Không, bây giờ ta sẽ ném một cái thật là đau, hết sức lực của ta luôn. Một, hai, ba. Ăn gan quá à. Nè. Ba Tùng sao rồi? Bây giờ thì vẫn đang tiếp tục hẹn hò với cô Phương á chị. Thôi không chịu đâu, em không muốn có mẹ ghẻ. Yên tâm đi, bây giờ nghe lời chị, chị sẽ lập ra phương án tác chiến để hai em không bị ức hiếp nữa. Mà phương án tác chiến là gì á chị? Thì giống như là cái phương án dự phòng á. Khi nào mà cái phương án ban đầu mình không thực hiện được thì mình sẽ dùng cái phương án dự phòng. Ủa? Vậy phương án dự phòng là gì vậy chị? Kế hoạch ban đầu là gì vậy chị? Trời ơi, sao cạn hỏi cạn rối vậy? Nói chung là mấy em nghe lời chị đi nha, đừng có hỏi gì hết trơn á, làm theo lời chị thôi. Dạ. Đem ra coi nha. Ôi chết rồi chị ơi, ba Tùng về. Mà lần này lại đi giúp cô Phương á. Trời đất ơi, quá đáng. Dám dắt gái về nhà nữa. Ôi, chị đi đâu vậy? Chị mà ra là hơn một phân đường hết trơn á. Chị, tốt nhất á là chị nên trốn đi. Trốn hả? Thôi vậy giờ, nếu mà ba Tùng có vô á, đừng có nói chị ở trong phòng ba Tùng đâu. Không, không, không được đâu. Chị mà vô phòng ba Tùng á, lỡ như ba Tùng với bạn gái ba Tùng vô phòng ba Tùng thì sao? Trời đất ơi. Ê, thôi vậy đi, chị vô phòng hai đứa nha. Ơ, cũng không được đâu, ba Tùng hay ghé qua phòng tụi em lắm. Trời đất ơi. Thôi vô toilet nha. Thôi không được, điều đầu tiên mà ba Tùng về là đi vô toilet đó chị. Trời ơi, sao chỗ nào cũng vô hết vậy? Tại nhà của ba Tùng mà, ba Tùng muốn ghé chỗ nào cũng được. Chết rồi, giờ sao ta? Ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một nàng công chúa đẹp ơi là đẹp luôn, tên là Cinderella, với một chàng hoàng tử. Nhìn thấy hai đứa nhỏ kinh dễ sợ luôn. Chị kể em nghe, chị ngã em nâng, cũng dễ thương dữ lắm. Chào hai con. Nè, hai đứa chào khách đi chứ. Dạ, con chào cô. Dễ thương quá đúng không em? Chào hai con. Hai đứa con anh đó. Dạ. Ơ quên, mời em ngồi. Em ngồi xuống đi. Hai đứa nhỏ dễ thương lắm em à. Hai cái đứa này là hai đứa anh kể em á. Đúng rồi, hai thiên thần bé nhỏ của anh. Rất ngoan, rất lễ phép nha. Dễ thương quá à. Anh đúng là người nhân hậu. Dễ thương lắm. Hai đứa nhỏ, anh nói chung anh không có cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là tụi nó tự hiểu à. Không bao giờ mà đòi quà người lạ hay là kiểu như mấy đứa nhỏ khác. Không bao giờ. Dễ thương lắm. Nè, bây giờ nè, giới thiệu tên cho cô nha. Con gái tên gì nè? Dạ, con tên là Bình. Mang cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì tên Bình con? Dạ, con nói lộn, con tên là An. À, An. Đây là con trai Út á. Con tên là... Dạ, An. Đó, An. Tên là Bình. Hai chị em nó bình an vô sự lắm. Ba có mua quà gì cho con không ba? Coi cô có mua quà gì cho tụi con không cô? Cái gì vậy con? Từ bao giờ tụi con vội vĩnh quà người lạ vậy? Hả? Mới gặp mặt mà đòi quà rồi sao? Không sao đâu anh. Không sao mà, thôi anh đừng la nữa. Rồi sau này chia tay lại đòi quà hả? À, không, không phải, ý là mới gặp mặt mà đòi quà. Sao vậy? Cô xin lỗi tụi con nha, cô quên mua quà cho tụi con. Thôi bây giờ cô cho tiền tụi con nha, tụi con tự đi mua nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, hai đứa biết cái gì vậy? Hôm nay sao tái tính trái nết vậy hả? Giờ hết. Đây là khách đâu? Đây là khách đâu? Thôi giờ hết. Thôi cái gì mà thôi. Trong lòng xin lỗi em, anh xin lỗi em. Trời ơi, giận quá trong lòng thiệt á. Giờ hết đồ của cô rồi. Thôi anh đừng có làm nhỏ nữa. Đi vô phòng tắm anh tắm cho. Cái gì vậy?
Trời ơi. Không phải, ý anh nói là đi vô phòng tắm. Không, không, vô phòng tắm em tắm đi. Cởi đồ ra thay đi, lấy đồ anh bận về. Thôi được rồi, được rồi. À, thôi em xin phép về luôn á. Em về nhà em thay đồ được mà. Dạ. Không sao đâu. Chào cô về. Chào cô về. À, cô về. Khoan đã. Hai đứa con anh bình thường rất là ngoan ngoãn. Hôm nay tự nhiên tỏ thái độ chống đối như vậy. Chắc chắn là có người nào đứng sau lưng giật dây. Thôi anh. Thôi cái gì mà thôi. Chuyện anh dạy con, em đứng im một bên đi, tính anh nóng. Nè. Ai là người giật dây tụi con? Đâu có ai đâu ba. Giỡn mặt gì ba, dám dối ba hả? Ba hỏi lại lần nữa, ai? Ai? Hát xì. Em mới hát xì hả? Dạ đâu có. Dạ con á. Dạ con á ba, dạ con á. Con. Tôi có mắt, tôi có mắt. Tôi có mắt, tôi đang nhìn ở đây, tôi không thấy ai hát xì hết. Em vui lòng đứng lại đây, để em làm nhân chứng. Đừng tưởng là qua mặt được tôi. Tôi lớn hơn mấy người. Che già măng mọc hả? Làm gì có chuyện đó. Núp ở đây đúng không? Cười hả? Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Nè. Nè. Đừng ai nói gì hết. Để coi bịt mặt được bao nhiêu lâu. Trong có ổ điện không đó? Chú chú chú. Con chú ơi. Hey, tặng cho em nè. Cảm ơn anh nha. Dễ thương quá à. Dễ thương không? Anh lựa kỹ lắm á. Thấy con gấu nào giống em là anh mua tặng em liền. Giống em hả? Ý anh nói là em chột giống con gấu này hả? Trời ơi mấy đứa ngủ nhỏ. À trời, Phương ơi cho anh xin lỗi. Thôi được rồi, để bữa đây anh lấy lại bữa nào à. Anh mua con khác anh tặng em nha. Thực sự ra con này không giống em lắm. À, quà của anh tặng gì em cũng thích hết á. Trời, cảm ơn em nhiều. Xin lỗi em chuyện con gấu. Tại vì ở nhà anh có mấy con quỷ nó. Hello quá. Hello Tùng. Ồ, tình cờ quá vậy. Đi ăn đi uống đi chơi gì mà không rủ Hường nha. Ừ. À, giới thiệu với Phương. Ai vậy? Đây là Phương. À, bên ngân hàng, còn đây là chị Hường. À, đối tác lớn bên công ty của Tùng. À, chị Hường, em có nghe mấy sếp bên TTT hay nhắc gì chị? Chào chị. Ghét ghê, đi mà không rủ tôi hết trơn nha. Thôi để giới thiệu lại ha. À, giới thiệu với lại chị Hường, đây là Phương, làm bên ngân hàng đối tác với TTT. Còn đây là chị Hường. À, chị Hường là... Là người đeo đuổi Tùng. Trời, chị nói gì kỳ vậy? Chị Hường nói vậy Phương hiểu lầm, tội nghiệp. Ủa, đó là sự thật mà. Thì Hường đeo đuổi Tùng thì Hường nhận là đeo đuổi. Có cái gì đâu mà phải giấu giếm. Trời ơi, còn cái chuyện mà Tùng thích hay không thì cái chuyện đó tính sao đi. Nhưng mà cũng sẽ thích thôi hà, đúng không? Có gì đâu mà phải sợ, đúng không? Thông cảm, tại vì chị Hường là đối tác lớn. Ủa? Nhưng mà hai người đang hẹn hò với nhau đây à? À, dạ không, tụi em chỉ... Ủa không có hẹn hò, tình cờ thôi đúng không? Tình cờ thì có gì đâu ngại. Trời, làm hết hồn, tưởng đâu là hai người đang hẹn hò với nhau. Cho nên là cái chuyện mà Hường đeo đuổi là chuyện bình thường ha, cưng ha. À, chị Hường ơi, chị... Thôi đây nè, nó nghe nè. Cái chuyện mà công việc của mình đi ha. Thôi bàn sau đi, mình đi ăn đi. Sẵn gặp em có duyên quá. Bây giờ kéo nhau đi ăn đi, mình ăn cái gì sang trọng năm sau chẳng hạn. Mình nói về chuyện công việc đi chị. Tại vì tụi em cũng... Công việc, kế hoạch của Hường với Tùng tới đâu rồi? Dạ, gần 50% rồi. 50% rồi hả? Nhanh đi, tăng tốc độ lên. Mà khi mà Tùng hoàn thành nhiệm vụ nha, công việc này tốt, Hường sẽ thưởng cho Tùng một chiếc mèo. Cách chưa? Ủa em gái? Dạ. Công việc của em đối tác đây là Tùng phải không? Dạ. Rồi tính tới đâu rồi em? Dạ, tụi em... chuẩn bị cái hợp đồng thôi chị. À, chuẩn bị thôi hả? Dạ. Vậy thì xong, nếu mà Tùng làm tốt thì em sẽ thưởng cho Tùng gì? Dạ, em cũng không biết nữa chị. Tại vì em làm bên ngân hàng á. À, ngân hàng thì làm sao mà dễ dàng gì mà có chuyện thưởng. Em biết xong nhân viên á, mà làm việc với đối tác, xong rồi trình lên sếp, chưa chắc gì sếp duyệt đâu. Bởi vì ngân sách nó có giới hạn, sếp không có chịu duyệt. Nhưng mà là chị á, chị là chủ á, mà nhân viên mà đề xuất lên chị cũng không có thưởng cho ai hết trơn á. Dạ thôi, được rồi chị, em cũng không cần thưởng gì nhiều đâu. Dạ em, mình nói chuyện khác được không? À, Phương hả? Cái số quên tên hoài kỳ ta, nhà ở đâu? Dạ, em ở ngoại thành. Ừ, nhìn em vậy mà ở ngoại thành xa xôi quá hả? Rồi phương tiện đi lại cũng bất tiện đúng không? Nếu mà ở ngoại thành á,
thì em phải đi xe hơi kìa. Chứ em đi xe gắn máy nguy hiểm lắm. Mà chưa kể nghe, bụi bặm xa xôi lắm. Nhà ở ngoài đó là nó lạnh lẽo ghê lắm á. Nhiều khi về tới nhà ma quỷ nó ám ghê lắm. Có ma hả chị? Tất nhiên rồi, sợ lắm. Em sợ ma lắm á. Đó. Nhưng mà có người bên cạnh á thì em không còn sợ cái gì hết á. Hành ha. À, chị ở đâu ạ? Tất nhiên là trung tâm rồi. À, vậy chắc là chị ở biệt thự ha. Nhìn chị sang trọng quá trời luôn. Ở biệt thự mà cô đơn lạnh lẽo chắc là sợ lắm ha chị ha. Mà ở biệt thự có ma không ta? Không có ma đâu anh ha. Có quỷ á chị. Mà không phải quỷ thường nha, quỷ sống đó chị. Coi chừng quỷ sống hút máu nha chị. Cảm ơn nha. Phương. Phương. Phương cái gì ở đây? Ôi, gấu luôn ha. Trời, ít ra Tùng cũng biết lãng mạn dữ vậy ta. Cô bé này ghê gớm lắm, nghe nó nói là quỷ sống ám. Tôi mà biết quỷ sống là ai không? Ai? Thôi bỏ đi. Ủa mà sao tự nhiên biết tôi ở đây vậy? Thằng Giao cách cảm chứ sao. Bây giờ mà Tùng có đi đâu, có biến hóa thành tro bụi ha, tôi cũng tìm được, tôi hốt tro vậy tôi bỏ vô hũ. Nói gì nghe thấy ghê quá. Cô con trai nè. Chào con cảm ơn chị. Ừ, cô con gái đây. Cảm ơn chị. Thích không? Dạ thích. Không phải chỉ bắp nước ngọt đâu, còn nhiều quà nữa kìa. Hôn tôi cái coi nào. Ừ, yêu quá vợ con con. Trời ơi, con ai mà thấy ghét quá vậy nè. Con muốn coi phim. Ừ. 2 phim. Con muốn coi 3 phim. Ừ. 4 phim. 5 phim. 100 phim luôn. Miễn sao á là tụi con phải ngoan. Với điều kiện là tất cả những chuyện gì của ba Tùng á, hai con được kể lại hết cho mẹ Hường nghe nha. Mẹ Hường. Ủa sao tụi con cười? Không lẽ giờ mặt của dì không làm mẹ tụi con được hay sao? Mẹ con đi bếm mối xa rồi, con chỉ có một mẹ thôi. Dì không phải là mẹ của tụi con. Nhưng mà... Đi chị hai. Nhưng mà... Nè, chạy cẩn thận. Mấy cái đứa nhỏ này thiệt tình. Nhưng mà không sao. Xem nè, mẹ sẽ chinh phục mấy con cho bằng được. Tại sao mày làm vậy với tôi? Hả? Tại sao? Tại tụi con không muốn có mẹ kế. Cái gì? Ai gọi điện thoại cho bà Hương? Vy. Vy, con làm vậy gì vậy Vy? Hả? Mục đích của con làm vậy là gì? Tại con ghét chú. Chú bất công với con. Bất công hả? Chú bất công với con hả? Con biết cuộc điện thoại của con gọi cho bà Hương là chú khổ lắm không? Hả? Mấy người hay lắm. Mấy người tưởng mấy người làm vậy là tôi bỏ cuộc đó hả? Không, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ chiến đấu với tình yêu của tôi tới cùng. Đợi đó đi. Tôi mãi yêu Phương. Và tôi sẽ chiến đấu với tình yêu của tôi. Tất cả mọi người hãy chờ đó. Ai mới nhá.